Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 946 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 946 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 4504 Nhưng hôm nay huyện Đăng Môn đã biết đến sự tồn tại của Dung Khai. Cao Hâm Bằng là phái người tới mời, tùy tiện cự tuyệt, sẽ chỉ càng làm cho người ta sinh nghi, đến lúc đó càng sơ hở hơn. Xem ra huyện đăng môn này không thể là không đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu là thật sự có thể nhập huyện đăng môn cũng là một chuyện tốt. Hắn bây giờ mặc dù mới vừa tấn thăng thiên giai 2 tháng nhưng mà lấy tốc độ tu hành của vệ thiên chiến pháp tấn thăng linh giai sợ rằng cũng đến mấy năm. Đến lúc đó cần dùng đến bách chuyển vô tâm đan. Bách chuyển vô tâm đan là linh đan. Phóng nhãn toàn bộ thần minh giới cũng không có bao nhiêu thế lực nắm giữ loại đan phương của linh đan này và những thế lực kia trong thế giới này đều là tồn tại nhất đẳng dương khai muốn giành bách chuyển vô tâm đan đan phương từ trong tay những thế lực kia tỷ lệ không lớn đều có thể nhập huyền đan môn có lẽ có thể từ huyền đan môn có được cho nên tổng thể mà nói tiến về huyền đan môn có lợi cũng có hại trầm tư chìm nổi một hồi dương khai rất nhanh quyết định cầu phu quý trong hung hiểm huyền đan môn vẫn là đan giá đi một lần chỉ cần mình chú ý cẩn thận hẳn sẽ là không bại lộ gì dù sao cao hâm bằng cũng bị mình lừa dối qua rồi vừa nghĩ tới đây dương khai gật đầu nói nếu là cao sư huynh phân phó vậy ta tự nhiên tuân theo chỉ là hư linh kiến phái ta cao minh nói dương đan sư xin an tâm Người bây giờ là thiên đan sư, cao quý, mà lại còn là đệ tử huyền đan môn. Chỉ cần thoáng thả ra tin tức, người khác tuyệt đối không dám động tới hữu linh kiếm phái. Dương Khai nghĩ thấy cũng đúng, thần binh giới còn không có ai nguyện ý đi đắc tội một thiên đan sư, nhất là thiên đan sư này còn có quan hệ cùng huyền đan môn. Vậy thì mời cao hồ về ở đây chờ hai ngày, ta an bài tốt chuyện trong sư môn sau đó cùng ngươi tiến về huyền Đăng Môn. Ca Minh không có dị nghị gì. Trong hai ngày sau, Du Khai bận rộn các loại việc vặt của hư linh kiếm phái. Lần này đi huyền Đăng Môn, tóm lại là có chút nguy hiểm, cho nên hắn cũng không chuẩn bị mang theo người nào. Mà lại hư linh kiếm phái tổng cộng mới có hai thiên giai, dẫn đi cũng không có tác dụng, còn không bằng lưu bọn hắn trông coi hư linh kiếm phái. Có Lê Chính Khanh cùng trang cư hòa tỏa trấn, tối thiểu nhất cũng có thể ứng phó một số hạng giá áo túi cơm. Dương Khai lại luyện chế ra thập chuyển vô tâm đan giao cho Tô Trường Pháp, đề phòng đến lúc có người cần tấn thăng nhưng mà không có đan dược có thể dùng. Sư môn có một tòa hắc ngọc khoáng, còn có các loại sản nghiệp của Thiên La Phủ cùng hội tiểu môn, đủ cho nhu cầu phát triển một đoạn thời gian rất dài trong tương lai. Đối với những sư đệ sư muội kia, Dương Khai cũng có sắp xếp Vạn Oanh Oánh cùng hai sư đệ khác bây giờ cũng thoáng có chút kinh nghiệm trên luyện đan chi thuật. Phối trí luyện thể dùng dược vật đã không có vấn đề gì. Khiêm khuyết bây giờ của bọn hắn chỉ là tu vi. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề thời gian ngắn là có thể giải quyết. Dương Khai lưu lại một phần tâm đắc luyện đan của mình cho Vạn Oanh Oánh. Đã bao hàm rất là nhiều đan phương. Có thứ này nơi tay, mặc dù Dương Khai không có bên người nhưng mà vạn oanh oánh cũng có thể tự tu hành thuật luyện đan hết thảy xử lý thỏa đáng hai ngày sau ngoài sơn môn dương khai cùng mấy vị sư trưởng cùng các sư đệ sư muội từ biệt bọn người tô trường pháp có chút lo lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại mà lại chuyến đi này dương khai đi xa vàng dặm là một trưởng bối bọn người tô trường pháp tất nhiên là lo vạn oanh oánh càng khóc như đứa bé quyết nắm lấy quần áo của Dương Khai không tha. Thôi thôi đừng có khóc, qua ít ngày nữa ta sẽ trở về thăm hỏi mọi người. Dương Khai lau nước mắt nàng, nếu không phải sợ mình gây ra phiền phức gì cho huyền Đan Môn, hắn hoàn toàn có thể đem vàng oanh oánh theo bên người để dạy bảo. Nhưng mà lần này đi tiền đồ chưa biết ra sao, mang theo vàng oanh oánh có lẽ sẽ hại nàng chăng. Đại sư Huynh, người bảo trọng nha, ở bên ngoài nếu như không vui nhớ về sớm đó. Vàng oanh oanh nức nở nói, ta biết rồi, các người bảo vệ tông môn cho tốt. Nếu là có chuyện gì, nhớ kỹ, đi huyền Đan môn tìm ta. Rồi quay đầu nhìn về Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa. Lúc ta không có đây, hư linh kiếm phái phải dựa vào các người rồi. Hai người cùng nhau chắp tay, nghiêm mặt nói. Đại nhân an tâm, chúng ta nhất định không phụ sự dờ vã lại quần tô trường pháp cốc khang ninh và hồng tụ nói vài câu dương khai mới trở mình lên ngựa đi chào hỏi ca minh đi thôi ca minh gật đầu đi đầu dẫn đường dương khai phất tay đám người sau lưng thúc ngựa phóng đi phía dưới núi rất nhanh biến mất lần này đi huyền đan môn khoảng cách không gần tối thiểu nhất cũng phải hơn nửa tháng lộ trình trên đường sẽ còn đi qua thiên võ thành nhưng mới vừa xuống núi không xa ca minh bỗng nhướng mày hình như phát giác nhìn thoáng qua đằng sau dương khai nói tiếp tục đi đi mặc kệ đàn ta ca minh ngạc nhiên nói dương đan sư cũng đã nhận ra sao hắn là thiên giai đỉnh phong có chỗ phát giác rất là bình thường dương khai mới tấn thăng thiên giai đã có biểu hiện như vậy thật sự khiến cho hắn hiếu kỳ dương khai cười cười đan sư chúng ta cái khác thì không có nhưng mà cảm giác lại rất là nhạy cảm. Nếu không cũng vô pháp tinh chuẩn, không chế được đan hỏa. Ca Minh nghĩ thấy cũng đúng. Luận về năng lực nhận biết, luyện đan sư xác thực lợi hại hơn so với võ giả bình thường. Lập tức nghe theo phân phó tiếp tục tiến lên. Đến một khe núi, một nơi góc rẽ, hai người ngừng, lặng lặng chờ. Lát sau, một bóng người bỗng từ sau chạy nhanh tới, vừa vượt qua chân núi, thân hình này phát giác hai ánh mắt nhìn lại mình, lập tức cứng đờ người, đứng yên tại chỗ. Ca Minh nhìn Hoa Dung bám theo cả đoạn đường, ánh mắt băng lãnh. Hoa Dung nháy mắt mấy cái, chờ khẽ vỗ tay, tươi cười, cười rạng rỡ. Thật là trùng hợp, các người vậy mà cũng ở đây. Đây là chuẩn bị đi xa sao? Đi đâu chứ? Nữ nhân này lần trước bị Dung Khai một kiếm nền vào đầu, Bây giờ trên trán có một cái bọc nhỏ, nhìn như mọc ra sừng, có chút buồn cười. Ca Minh lạnh lùng nói. Người cả đoạn đường đi theo là có mưu đồ gì? Ai? Ai đi theo? Hoa Dung trái nhìn phải nhìn, sau đó chỉ vào mình nói. Người không phải là đang nói ta đó chứ. Chỉ sợ là hiểu nhầm rồi, ta chỉ là vừa tới nơi này. Nói tới đây, nói không được nữa, nàng ta ngượng ngùng nói. Thôi được rồi, xem ra là các ngươi không tin, dương khai lắc đầu lười nhát dây dưa mở miệng nói đừng như vậy nếu không ta đánh người Lại nói với ca minh một tiếng phóng ngựa đi tiếp hoa dung lại thi triển ra thân pháp tinh diệu chăm chú bay bên người của dương khai một bên bay một bên hiếu kỳ nói ngươi thật sự là thiên đăng sư sao không gạt ta chứ dương khai nghiêng đầu qua nhìn nàng nghĩ thầm cô nương này bị bệnh gì lần trước bị mình đập cho sưng đầu Bây giờ vậy mà còn mặc dày mày dạng đi theo Cũng không biết là muốn làm gì Vậy thì ngươi có cần hộ vệ hay không? Trung thành tuyệt đối Rất là dễ nuôi Ngươi xem ta có thích hợp hay là không? Hoa Dung cũng mặc kệ Dung Khai Có để ý hay không? Tự nói Ta thật sự rất dễ nuôi Ngươi chỉ cần mỗi ngày cho ta chút tài nguyên tu hành Sau đó cho một miếng cơm ăn Là được rồi Không có yêu cầu nào khác Nếu có người nào muốn hại ngươi Ta sẽ còn liều chết để bảo vệ ngươi Hoa Dung cực lực tự tiến cử. Mà gián dấp ta cũng không có kém nha, mang theo bên người còn có thể làm đẹp mắt. Đương nhiên, người không thể nào có ý nghĩ gì xấu, bản cô nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Thế nào, nghĩ đi, ta cũng là thiên giai tầng 6 đó nha, rất là mạnh. Du Khai thật sự không chịu được, nàng ta liếu lo không ngớt, nắm lên phối kiếm, làm dáng đập xuống đầu nàng, miệng thì quát. Yêu nghiệt xem kiếm đây hoa dung giật mình theo bản năng hai tay che đầu lùi về sau dương khai thừa cơ nhanh chóng phóng đi nhìn qua bóng lưng của dương khai rời đi hoa dung tức bể phổi cắn răng lại chạy vội đuổi theo lần này còn rất thông minh không có tới gần chỉ là xa xa bắt đầu nói nhiều cao minh như có điều suy nghĩ lên tiếng xem ra nữ nhân này thật sự có ý trở thành hộ vệ cho dương đan sư chẳng trách cắn chặt như vậy trên đời này còn có loại người này thật khó mà thuyết phục dương đan sư có chỗ không biết đây là hiện tượng rất là bình thường trên đời này rất nhiều thiên giai đều khát vọng có thể trở thành hộ vệ cho thiên đan sư bởi vì như vậy chẳng những không cần lo tài nguyên tu hành ngày sau nếu đi theo thiên đan sư tấn thăng linh đan sư như vậy bách chuyển vô tâm đan cũng không cần quan tâm đây là một cách làm rất là thông minh mặc dù dương khai sớm hiểu được những thứ này nhưng lần đầu bản thân đụng trúng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng. Hòa dung tốt xấu gì cũng là thiên giai tầng 6, xác thực là thực lực không yếu, vì đầu nhập mình lại chấp nhất như vậy. Cao hồ vệ cũng là vậy sao? Du khai hỏi, Cao Minh lắc đầu đáp. Ta thì khác, ta chính là huyết thị của huyện Đan Môn, sinh ra chính là vì thủ hộ Đan Sư Tông Môn. Dương Đan Sư đến huyện Đan Môn cũng sẽ có tư cách chọn huyết thị làm hộ vệ. Ồ, còn có chuyện tốt này sao? Dương Khai lặng yên, hồi tưởng lại. Hai ngày trước, Hoa Dung thấy Cao Minh sắc thận nhắc qua về huyết thị huyền Đan Môn. Có điều khi ấy hắn không có để ý. Cao Minh nói tiếp. Các đàn sư, đại bộ phận tinh lực đều đặt vào trong việc luyện đan. Tăng cao tu vi nhiều khi cũng dựa vào đan dược. Cho nên, thực lực của bản thân không tính là quá mạnh kể từ đó ở bên ngoài hành tẩu an toàn của bản thân không được bảo hộ chính là vì cân nhắc này tông môn mới có thiết lập huyết thị đường bồi dưỡng từ nhỏ đan sư tông môn tấn thăng tới địa đan sư có cơ hội lựa chọn một vị huyết thị đến thiên giai lại có một cơ hội cho nên bình thường bên người thiên đan sư trong tông môn đều có hai vị huyết thị địa đan sư chỉ có một đương nhiên ngoại trừ huyết thị ra cũng có thể tự mình chiêu mộ bên ngoài. Có điều kể từ đó, tiêu xài của các hộ vệ cần các đan sư tự mình gánh chịu. Du khai âm thầm chấn kinh thủ bút của huyền Đan Môn. Như ca Minh nói, huyết thị đường là huyền Đan Môn từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Cũng có thể nói là đệ tử của huyền Đan Môn. Chẳng qua là bộ phận tinh thông chiến đấu, cho nên phương diện trung tâm hoàn toàn không cần lo. Có bọn họ thủ hộ cho đan sư, ở bên ngoài hành tẩu cũng có thể có rất nhiều phương diện bảo hộ. Huyết thị sao? Chức vị này để cho Dương Khai nhớ lại nơi xa xôi. Năm xưa, Dương Gia có một đám huyết thị, ý nghĩa tồn tại của bọn họ cũng như huyền đan môn. Chương 4505 Khác việc từ chiêu mộ hộ về bên ngoài, mỗi tháng huyết thị đều có thể từ tông môn nhận lấy lượng vật tư tu hành nhất định, có thể nói là người của tông môn, mà lại chúng ta còn có thể từ chính đan sư mình đi theo mà được không ít độ tốt. Cho nên huyết thị đều khát vọng có thể được đan sư nào đó chọn trúng. Mỗi lần có đan sư đi chọn huyết thị, những tiểu tử, tử kia đều như bị điên. À, ta có thể hiểu Dung Khai có thể tưởng tượng ra loại tràn cảnh đó, quay đầu liếc mắt nhìn qua hai Dung. Nói như vậy là ta hiểu nhầm nàng sao? Cao Minh nói, mặc kệ có hiểu nhầm hay không, là lịch loại người này, không rõ. Vì vậy tốt nhất đừng có tùy tiện tiếp nhận. Dương Đàn Sư nên muốn hộ vệ sau khi đến Tông Môn, Đại Khái có thể đi huyết thị đường để mà chọn người. Dương Khai khẽ gật đầu chợt nhớ tới một chuyện. Trong huyết thị đường, có Linh Giai hộ vệ hay không? Ca Minh lắc đầu nói. Không có, phóng giảng thần binh giới, Linh Giai đã là chiến lực mạnh nhất. Nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không ở trong huyết thị đường. Hơn nữa, rất là nhiều huyết thị trong Tông Môn đều là cùng trưởng thành theo đan sư mình đi theo. Cho nên, hộ vệ bên cạnh trưởng lão Tông Môn, trên cơ bản đều là Linh Giai. Những chuyện này chờ Dương Đan Sư đến huyện Đan Môn tự sẽ hiểu rõ. Dương Khai lại hỏi chút chuyện về huyện Đan Môn. Ca Minh đều đáp hết. Chủ yếu nhất là Dương Khai hỏi cũng không phải điều cơ mật, cũng không cần thiết phải dấu diếm. Nếu thật là chuyện cơ mật, lấy thân phận của Ca Minh cũng không có tư cách tiếp xúc. Chủ đề bị Dương Khai vô tình hay cố ý kéo tới trên thân vị sư phụ kia. Ca Minh nói vị kia bối phận cực cao, hành tung khó lường, thật sự không có ấn tượng gì. Chủ yếu là năm xưa hắn còn trong huyết thị đường, cũng không đi theo cao hâm bằng, căn bản chưa thấy qua vị kia. Tìm hiểu không ra tin tức hữu dụng gì, du khai cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực đừng có lộ ra chân tướng gì. Hắn còn trông cậy vào có thể từ trong huyền Đan Môn đạt được bách chuyển vô tâm đan Đan Phương. Một đường phi nhanh, sau ba ngày đi ngang qua địa giới của Thiên Võ Thành, hai người cùng đi bái phỏng miêu hồng thuận tiện tu chỉnh một đêm. Miêu Hồng tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, nghe nói du khai chuyến này muốn đi nhận tổ quy tông, lập tức chút không ngừng. Ngày thứ hai, hai người đổi khoái mã, lần nữa xuất phát. Dọc theo đường đi cũng không có gì khó khăn trắc trở. Cao Minh có tu vi thiên giai đỉnh phong, không tính là yếu, mà lại còn là người của huyện Đan Môn, tự nhiên không tên nào không có mắt, dám tới gây phiền phức thẳng đến nửa tháng sau, hai người mới đi tới chỗ huyện Đan Môn. Đại Sơn Nguy Nga, Linh Phong Kỳ Tú là một trong thập đại tôn môn của thần Minh giới. Huyện Đan Môn tọa lạc giữa những dãy núi liên miên. Chân núi có một tòa thành trì gọi là huyện Đan Thành, phi thường náo nhiệt. Theo Ca Minh nói, thành trì này mặc dù cũng là sản nghiệp của huyện Đan Môn, nhưng mà không phải là cô ý kiến tạo nên mà là trong vô số năm tích lũy từ từ phát triển đến quy mô này hàng năm đều có vô số võ giả tới đây mời đan sư huyền đan môn luyện đan người bình thường cũng không vào được huyền đan môn chỉ có thể dừng chân ở chân núi mà chờ nơi này vốn cũng không có thành trì nhưng mà nhân khí tụ tập dần dần nơi này có một cái thành nhỏ năm này tháng nọ trôi qua quy mô thành trì càng lúc càng to hơn cho đến hôm nay huyện Đan Thành trong toàn bộ thần binh giới cũng là một trong các thành trì có quy mô lớn nhất. Tại trong huyện Đan Thành, nhiều nhất chính là tiệm thuốc cùng cửa hàng đan dược. Chỉ cần là dược liệu tồn tại tại thần binh giới, ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm ra. Dương Khai còn không vào thành, nhìn thấy không ít người trên không trung bay tới bay lui, không khỏi thầm liếu lưỡi. Hắn bây giờ đã là thiên giai, mặc dù cũng có năng lực ngự không phi hành, nhưng như vậy tiêu hao linh lực rất là lớn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bình thường và giả thiên giai sẽ không làm như vậy. Dám không chút kiên kỵ bay tới bay lui, bình thường đều là linh giai. Nói một cách khác, những người hắn nhìn thấy đi tới đi lui, trên cơ bản đều là linh giai. Đây là chiến lực mạnh nhất của thần binh giới, mặc dù trong đó cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng mà đối với thiên giai, Linh Giai không thể nghi ngờ là mục tiêu hướng tới. Tối thiểu nhất, từ trong mắt của Cao Minh, dung Khai thấy được thần sắc khát vọng. càng Minh bây giờ đã là thiên giai đỉnh phong, chỉ cần một viên bách chuyển vô tâm đan là có thể tấn thăng Linh Giai. Đáng tiếc, Cao Hâm Bằng vẫn chưa tới Linh Đan Sư, không cách nào luyện chế cho hắn. Bên ngoài huyện Đan Thành có một con đường cực kỳ rộng rãi, đối thẳng tới một ngọn núi gần nhất. Ca Minh dẫn theo Dung Khai phóng ngựa phi nhanh. Dung Khai nhìn thấy hai bên con đường này có không ít người đang đi bộ hành tẩu, có nét mặt chờ mong khẩn trương lên núi, cũng có người mặt mũi tràng này cô đơn xuống núi. Bên đường đi còn có rất nhiều phiến đá, phiến đá này rõ ràng không có bất kỳ cấm chế gì, lại phản phất có một loại lực lượng vô hình để cho mọi người không dám đặt chân nửa bước. Mà khi bọn hắn lao vùng vụt qua, những người kia đều nhao nhao đem lên ánh mắt sùng kính, hâm mộ. Dường như nhìn ra Dương Khai nghi hoặc, Cao Minh truyền âm giải thích. Con đường này là chuyên dụng cho đệ tử của huyền Đan Môn. Không phải huyền Đan Môn đệ tử thì không được đặt chân. Dương Đan Sư nhìn thấy đó, cơ bản đều là người lên núi cầu đan. Nhiều người như vậy sao? Dương Khai kinh ngạc không thôi. Cao Minh cười nói. Hôm nay người còn tính là ít còn có thời điểm nhiều hơn nữa kìa. Dương Khai giật mình, giờ mới hiểu được vì sao những người kia biểu lộ không đồng nhất. Cầu được đang dược tự nhiên là cao hứng, không cầu được thì sẽ thất lạc. Tổng môn có thiết trí một vấn đan cát, những người này đều sẽ đến đó cầu đan. Sau này Dương Đan Sư có tư cách tự mình luyện đan, cũng có thể treo bản tên ở nơi đó. Nếu có người muốn cầu người luyện đan, tự sẽ đem đồ vật giao cho dược đồng của người. Du Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Đây thật là hay. Rồi quay đầu nhìn về một bên khác. Những người này lại là làm gì? Nơi này chính là vấn đang cát sao? Ánh mắt của hắn hướng về một khối bình đài to lớn. Một đám người đang tụ tập bên đó, có nam có nữ, trẻ có, già có. Cảm giác một phen, phát hiện trong đó vợ giải địa giai cùng thiên giai đều có. Những người này trên cơ bản đều tự chiếm lấy một góc hoặc bốn phía cảnh giác dò xét hoặc là khoanh chân tu hành. Nhân số không ít, chừng trên trăm người. Để cho du khai chú ý, trên mặt đất còn có vết máu khô khốc, mà loại vết máu này cực kỳ tán loạn, cấp độ khó phân biệt, cho du khai cảm giác tự như là nơi này phát sinh qua rất là nhiều tranh đấu. Nơi này dù sao cũng là chân núi huyện Đan Môn, làm sao còn có người ở chỗ này tranh đấu. Ca Minh thấy vậy thì giải thích nơi này không phải là vấn đan cát mà là quy y đài quy y đài là gì dương khai nhướng mày ca minh ánh mắt lướt qua bỗng nghiêm chặt cương ngựa thời gian còn sớm dương đan sư muốn biết nơi này là làm cái gì không ngại tận mắt xem đi vừa hay bây giờ gặp được chuyện như thế dương khai cũng dừng ngựa cùng ca minh đứng sóng vai tò mò nhìn sang quy y đài ngay vào lúc này có một thiếu niên, đầu đội mũ xanh, chắp hai tay sau lưng, đi từ trên núi xuống. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, là một bộ vênh váo tự đắc, nhìn là muốn cho ăn một đấm. Nhưng mà trên quy y đài, tụ tập đông đảo vào giá, ngay khi thiếu niên này hiện thân, liền chợt tao loạn, như mặt hồ bình tĩnh, bị đem xuống một cục đá. Thiếu niên mũ xanh, đi đến trung tâm của quy y đài, nét mặt tự đắc quét qua xung quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên trên người mình. Lúc này mới làm bộ ho nhẹ một tiếng, rồi mở miệng nói. Lão gia nhà ta cần chiêu mộ hai vị hộ vệ. Lão gia đối với ta tin cậy có thừa. Việc này giao cho ta phụ trách. Vừa dứt lời, có người vội vàng mở miệng hỏi. Xin hỏi vị tiểu tiên sinh này, lão gia nhà ngươi là thiên đan sư hay là địa đan sư? Thiếu niên mũ xanh hung tợn, trừng mắt người tra hỏi giống như đang trách cứ hắn nói cái gì không nên nói, nhưng sau mới bất đắc dĩ lên tiếng. Tạm thời là địa đan sư, nhưng ta tin lão gia rất nhanh có thể tấn thăng thiên đan sư. Hắn vừa nói xong, trên quy y đài có một đoàn ánh mắt nhìn xuống dưới núi, rất nhanh, tốt 5 tốt 3 và giả từ trên quy y đài đi tới. Thanh niên mũ xanh thấy vậy thì hô. Các người chớ đi, ta đã nói rồi, lão gia nhà ta rất nhanh, có thể tấn thăng thiên đan sư. Đến lúc đó các người chính là hồ vệ thiên đan sư, loại cơ hội này cũng không nhiều đâu, hôm nay các người không nắm chắc thì sau này hối hận không có kịp đâu nha. Nhưng vô luận hắn hồ thế nào, vẫn đầy người đi khỏi quy y đài, chỉ để lại ước chừng một nửa người đứng ở nơi đó. Dương Khai thấy rõ, đi khỏi trên cơ bản đều là thiên giai, lưu lại đều là địa giai. Đối với công dụng của quy y đài, Dương Khai mơ hồ có phỏng đoán, quay đầu nhìn cao minh hỏi. Nơi này là nơi đan sư chiêu mộ hộ vệ hay sao? Cao Minh gật đầu. Đúng, ngoài trừ để tôn môn phối cấp huyết thị ra, còn có thể tự do lựa chọn chiêu mộ hộ vệ. Số lượng không hạn chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nuôi nổi bọn hắn hay không? Những thiên giai này là cảm thấy một vị địa đan sư không nuôi được bọn hắn. Vì vậy mới rời đi hay sao? Dương Khai lại hỏi có một ít nguyên nhân về phương diện này. Mặt khác, và giả thiên giai cũng có tôn nghi mà. Đi theo thiên đăng sư là đương nhiên. Nếu là đi theo địa đăng sư, cũng làm khó dễ đạo khảm trong lòng. Dương Khai nhẹ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Thiếu niên mũ xanh lúc tới vên vang đắc ý, giờ phút này có chút mất hết cả hứng, đứng giữa quy y đài thở dài thường thường một hơi. Vợ giả trong địa giai còn lại có người hỏi Tiểu tiên sinh, lão gia nhà ngươi lựa chọn sử dụng hộ vệ, có yêu cầu ra sao? Yêu cầu ư? Thiếu niên mũi xanh ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên nhích miệng cười. Không có yêu cầu gì, các ngươi đánh một trận trước đi, ta nhìn, nhìn thuận mắt, dẫn đi cho lão gia xem qua. Nói không chừng, lão gia lưu lại ai? Yêu cầu này rất vô lễ, nhưng mà Đông đảo địa giai trên Quy Y đài lại tiếp nhận giống như chuyện đương nhiên. Người kia gật đầu nói Ta hiểu rồi Chỉ một thoáng trên quy y đài Không khí dương cung bạc kiếm Tất cả mọi người vô luận nam nữ già trẻ Đều cảnh giác động tĩnh xung quanh Một trận hỗn chiến Có vẻ là hết sức căng thẳng Dương khai cuối cùng cũng hiểu Vết máu trên quy y đài là tới từ đâu Một địa đan sư chiêu mộ hộ vệ Đều có thể dẫn phát ra một trận hỗn chiến Đừng nói là thiên đan sư Loại tình huống này đoán chừng rất phổ biến ở nơi đây. Đi thôi. Dương Khai không có tâm tư đi xem một trận náo kịch thế này. Chào hỏi ca minh một tiếng, hai người tiếp tục lên trên, rất nhanh, đằng sau truyền đến tiếng đánh nhau. Chương 4506 Ca Minh dẫn đầu, Dương Khai rất mau tới một tòa linh phong gần nhất. Nơi này hẳn là ngân khách phòng. Tới nơi đây, tự có thị nữ trẻ tuổi dẫn Dương Khai tiến vào trong một gian sương phòng để nghỉ ngơi ca minh nói dương đàn sư còn xin chờ ở đây một lát vừa rồi ta đã để cho người khác đưa tin cho đại nhân đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới đây làm phiền rồi dương khai khẽ gật đầu ca minh ôm quyền quay người rời đi còn lại dương khai chờ trong xương phòng chờ ước chừng hơn nửa canh giờ sau cũng không thấy bóng dáng của cao hâm bằng trong lúc rảnh rỗi dương khai đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị tùy tiện đi dạo thị nữ trước đó thấy qua kia nhắm mắt theo đuôi đi theo. Dương Khai quay đầu nhìn nàng một chút, cũng không để ý. Mình dù sao mới tới, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Bên người đi theo một người cũng tốt, và nhất lạc đường còn có thể hỏi thăm. Ngân khách phòng xem như phía ngoài nhất của huyện Đan Môn, được an bài ở chỗ này, Dương Khai cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ hắn còn không tính là đệ tử của huyện Đan Môn, tự nhiên không có tư cách tiến vào khu vực trung tâm phong cảnh nơi này không có tệ các loại kiến trúc tinh tế xen vào nhau thiên địa linh khí cũng cực kỳ không tầm thường đi vòng vo gần nửa ngày dương khai mới trở lại phòng đúng vào lúc này cao hâm bằng cũng vội vàng đuổi tới Dương sự đệ đợi lâu rồi cao hâm bằng vẫn như trước gặp mặt lộ ra rất là nhiệt tình hôm nay vừa hay đến phiên ta truyền đạo thụ nghiệp Vừa rồi truyền thụ thuật luyện đan cho một đám bọn tiểu bối, làm trẻ nải chút thời gian. À, Sư Huynh, nghiêm trọng rồi, ta cũng không chờ lâu đâu. Dương Khai mỉm cười, mời Cao Hâm Bằng ngồi. Cao Hâm Bằng trên dưới đánh da hắn rồi gật đầu. Dương Sư Đệ bây giờ đã là thiên giai. Dạ vâng, còn nhờ Sư Huynh đã tặng đan cho. Cao Hâm Bằng khoát tay nói, coi như không có ta cho đan dược, Sư Đệ cũng có thể thuận lợi tấn thăng sư đệ thiên tư xuất chúng, thật sự để cho người ta sợ hãi tháng phục. Chuyển lời, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Sư đệ à, lần này bảo người tới, ca minh chắc hẳn cũng nói cho người rồi. Dương Khai gật đầu nói. Một thân kỹ nghệ luyện đan này của ta, vô luận như thế nào cũng xuất thân từ huyền đan môn. Mặc dù không có danh phận, nhưng dẫu gì cũng xem là một đệ tử của huyền đan môn. Đúng là như vậy. Cao hơn bằng nhẹ nhàng gõ bàn rồi nói. Bây giờ tình huống là như này, lần trước ta trở về đã báo cáo chuyện của ngươi lên tông môn. Cấp trên rất là coi trọng đối với chuyện này, dù sao liên lụy đến vị kia, cho nên mới sẽ để cho ta đưa ngươi vào tông môn, nhưng trước đó sẽ có một trận khảo thí, xem ngươi là thật sự là nhất mạch truyền thừa cùng Huyền Đan môn ta hay không. Khảo thí? À, không biết, muốn kiểm tra ra sao? Du Khai nhíu mày hỏi, Cao Hâm bằng miễn cười Sư đệ đừng có lo, nội dung khảo nghiệm chính là luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Sư đệ nắm giữ đan phương là chứng minh tốt nhất, cấp trên cũng sẽ tự mình quan sát. Đến lúc đó sư đệ chỉ cần biểu hiện bình thường là được. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn cũng không phải hỏi người một vài vấn đề, nhưng hắn cũng không làm khó sư đệ được. Dương Khai nghĩ thầm, đây mới là chỗ sâu nhất. Đơn thuần chỉ là luyện chế thập chuyển vô tâm đan thì đúng là không có vấn đề. Nhưng nếu là hỏi liên quan tới tin tức của sư phụ Thì hắn liền hai mắt đen thôi Bởi bây giờ hắn biết Cũng chỉ là vị sư phụ kia Nhiều hơn bình thường một ngón tay Tuổi tác không nhỏ mà thôi Trong lòng bất đắc dĩ Nhưng ngoài mặt thì không lộ ra mảy may Vậy không biết Khi nào thì tiến hành kiểm tra Vậy cần phải xem ý của cấp trên Hẳn là ngay trong mấy ngày này Sư đệ tùy thời chuẩn bị đi Có tin tức ta sẽ đến thông báo cho ngươi cao hâm bằng có vẻ có chuyện quan trọng khác sau khi nói xong vội vàng đứng lên sự đệ vàng dặm xa xôi mà tới làm sư huynh khẳng định phải chiêu đãi người một phen nhưng mà hôm nay ta quá nhiều việc quấn thân thật sự không thể nào tiếp phong yến này sau này sư huynh sẽ chiêu đãi người dương khai đứng dậy đưa tiễn sư huynh có việc thì cứ đi đi không cần quan tâm tới ta vậy ta đi đây cao hâm bằng nói xong liền vội vàng rời đi Du Khai tiện hắn tới cửa, xoay người tiếp tục ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai đợi nửa ngày cũng không có tin tức. Trong tay lại không có tài nguyên tu hành. Du Khai nhàn rỗi nhàm chán đi ra ngoài. Đi ngân khách phòng một vòng, vẫn là rất nhàm chán. Chỉ có thể tìm tới thị nữ kia hỏi. Ta xuống núi, không có vấn đề gì chứ. Thị nữ kia uyển chuyển thì lễ đáp. Khởi bẩm đại nhân, cao đan sư phân phó, đại nhân ở đây hết thảy tùy ý, chỉ cần mỗi đêm quay trở về là được. ai à, vậy thì không thành vấn đề. Du Khai nói một tiếng, bước xuống dưới núi. Trước đó theo cao minh lên núi, chỉ nhìn qua quy y đài, cảnh sát ven đường lại không chút lưu ý. Lúc này tỉnh tâm đi một phen, nhìn biển mây bốc lên, cũng là tâm thần thanh thản. Đến chỗ sườn núi chợt thấy một bên dòng người xuyên tức không ngừng người từ dưới núi đi cầu đan kia đều dũng mãnh lao tới nơi đó. Giới lại tin tức cao minh cho biết, Dương Khai rất nhanh ý thức, bên kia hẳn là vấn đan cát, cũng là nơi mà người ngoài đến cầu đan. Dương Khai lòng hiếu kỳ nổi lên, quay người bước đến vấn đan cát, dọc theo đường nghe được không ít người vừa đi vừa châu đầu ghé tai. Tiếp tục tiến lên, không lâu sau, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra ngay trước mặt phía trước cung điện có dựng thẳng một bia đá, khắc ba chữ to, vấn đàn cát. Dương Khai có chút ngẩn ngơ, trước đó nghe được vấn đàn cát, còn tưởng rằng nơi này là một cái lầu cát. Nhưng bây giờ chân chính nhìn mới biết, mình có chút khinh thường huyện Đan Môn rồi. Một tòa cung điện lớn như vậy dung nạp hàng trăm hàng ngàn người không nói chơi. Theo đám người đi vào trong, chỉ thấy trong đại điện, dòng người rộn ràng. Nghiễm nhiên, một cái thị trường cực lớn mà nhân số tuy nhiều nhưng lại không ồn ào. Bất kỳ vợ giả tới đây đều tự giác im miệng không nói, cho dù là muốn nói chuyện cũng tận lực giảm thấp thanh âm. Dương Khai lần đầu tiên nhìn thấy chính là từng nhóm người xếp hàng. Bốn phí đại điện bày rất nhiều bàn, đằng sau mỗi một bàn đều có một thiếu niên mũ xanh hoặc là thiếu nữ ngồi gây ngắn, tạo hình không khác người thiếu niên trước đó Dương Khai đã thấy trên quy y đài, hẳn là nhuột đồng của những đan sư kia trên những cái bàn đều trang một tấm bản, trên bản hiệu là tên người. Dung Khai suy đoán, vậy hẳn là tên luyện đan sư rồi. Trước mỗi cái bàn đều có người xếp hàng, chỉ là vấn đề bao nhiêu. Mà chính về vị trí của cửa đại điện, có một cái quầy dáng hình tròn, đằng sau quầy đứng bảy tám thị nữ, phân tán các nơi của quầy hàng. Trước mặt các nàng, thỉnh thoảng lại có người tới hỏi thăm một ít gì, sau khi được chỉ dẫn, lập tức rời đi nhưng mà trúc quầy luôn náo nhiệt phi thường, không ngừng có người lui tới. Dương Đan Sư! Một tiếng hô truyền tới, Dương Khai quay đầu nhìn. Người thật đúng là đi theo cả đoạn đường sao? Đứng trước mặt hắn là Hoa Dung, nữ nhân này vậy mà một đường từ hư linh kiếm phái theo tới nơi này. Dương Khai không biết nàng làm sao mà theo được, nhưng nhìn bộ dáng của nàng có chút phong trần mệt mỏi. Ta biết các ngươi sẽ đến huyện Đan Môn, đang suy nghĩ làm sao đi tìm được ngươi đây? vậy mà chạm mặt ở chỗ này, chúng ta không phải là rất có duyên sao? Hoa Dung mỉm cười nhìn sang Dương Khai nói. Dương Khai thuận miệng ứng đối. Đúng là rất có duyên. Đúng không đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Nếu mọi người có duyên như vậy, Dương Đăng Sư, người thu ta làm hộ vệ đi thôi, ta có thể giúp người đánh nhau. Nói rồi trong mong nhìn Dương Khai. Không cần đâu, quay lại huyền Đăng Môn, tự sẽ có phối cấp huyết thị, ta không cần hộ vệ. Dương Khai khoát khoát tay. Tuyệt đối đừng nói lời tạm biệt như vậy mà. Huyết thị mặc dù không tệ, nhưng chưa hẳn hợp tâm ý ngươi. Ta đã không giống lúc trước rồi. Ngươi không giống chỗ nào. Dương Khai buồn cười nhìn qua nàng. Hoa Dung nghĩ một lát, như chơi xỏ lá nói. Dù sao chính là không giống. Đúng rồi, Dương Đan Sư, người ở chỗ này mà làm gì? Ta nhàn rỗi, nhàm chán, đi xem náo nhiệt thôi cùng đi nhìn cùng đi nhìn đi hoa dung cười hăng hắc theo sát bên người của dương khai dường như nhìn ra dương khai lần đầu tới nàng chủ động giải thích người tới đây đều là cầu đan đều phải trưng cầu ý kiến của những người này trước tay nàng chỉ tới bảy tám vị thị nữ ở bên trong cửa ra vào của sân khấu huyện đan môn có vô số đan sư địa giai thiên gia linh giai mỗi người đều có lĩnh vực mình am hiểu có đan sư tinh thông luyện chế đan dược này có đan sư thì tinh thông một loại khác, cho nên người cầu đan phải biết rõ ràng trước, đan dược mình cần mời vị đan sư kia luyện chế thành công có xác suất bao nhiêu, xuất đan số lượng nhiều nhất, những người này sẽ chỉ dẫn cho bọn hắn. Du Khai gật đầu. Hắn vừa rồi tới nơi này nhìn một hồi, cũng nhìn ra tác dụng của những thị nữ này. Chính như Hoa Dung nói, mỗi đan sư am hiểu lĩnh vực khác nhau, Người cầu đan tự nhiên là hy vọng mình có thể tìm được linh đan mà đan sư tinh thông, luyện chế một loại đan nào đó nhất. Nơi này còn phân ba khu vực, địa thiên linh, phân biệt ứng đối là địa đan sư, thiên đan sư cùng linh đan sư. Đằng sau những cái bàn kia chính là dược đồng của mỗi một người. Lệnh bài treo bên trên là tên của bọn hắn. Kể từ đó, người cầu đan cũng rất dễ dàng tìm tới đan sư mà mình cần tìm. Đúng rồi Dương Đan Sư, người chừng nào thì ở chỗ này treo bản tên không cho ta làm hộ vệ cũng được ta có thể làm dược đồng hoa dung lại nghĩ tới một ý kiến hay dược đồng thiên gia luật phẩm toàn bộ huyền đan môn đều không có sao chứ ngươi nghĩ đi ngươi biết luyện đan hay không dương khai hỏi ta không biết hoa dung sảng khoái thừa nhận không biết luyện đan lại muốn làm dược đồng sao ngươi dạy ta đi ta sẽ biết hoa dung một mặt nói đương nhiên dương khai im lặng lắc đầu mà nhìn được một hồi hắn cũng phát hiện trong vấn đan cát phân công minh xác có thể cung cấp cho người cầu đan sự nhanh gọn mặc kệ là người phương nào tới đến đây cầu đan đều có thể rất nhanh tìm được mục tiêu đương nhiên có thể có được đan dược mình muốn hay không thì cũng phải cần thời gian và vận khí đan sư luyện chế đan dược cũng không phải nhất định có thể thành đan xác suất luyện đan thất bại rất là lớn chương 4507 Lại đi dạo một hồi trong vấn đan cát, Dương Khai mới rời đi. Hoa Dung tự như quen đi theo bên cạnh hắn, một tất cũng không rời. Dương Khai vốn còn dự định đi xuống dưới núi nhìn xem, nhưng hôm nay cũng mất hết tâm tình. Hoa Dung này quá nhiều lời, ồn ào, khiến hắn có chút không chịu được, dứt khoát dẹp đường hồi phủ. Hoa Dung trông mong nhìn qua Dương Khai, nhìn qua ngân khách phong, dừng bước tại chỗ giữa sườn núi, lên trên là nàng không dám tùy tiện xông loạn không ngừng mà phất tay gào to dương đan sư người chừng nào nghĩ thông suốt thì đến tìm ta ta sẽ luôn ở chỗ này chờ ngươi dương khai coi như không nghe trở lại chỗ của mình phân phó cho thị nữ có tin tức gì thì nhanh chóng thông tri mấy ngày tiếp theo đều đóng cửa không ra đến ba ngày sau khi sắc trời sắp muộn cao hâm bằng mới vội vàng chạy tới hai bên gặp mặt tất nhiên là một phen hàng huyên sau khi hai người ngồi xuống cao hâm bằng mới nói sự đệ đêm nay chuẩn bị đi ngày mai trưởng lão hội sẽ an bài tiến hành khảo thí người được rồi dương khai đồng ý mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng khi thật sự nói đến vẫn là không khỏi có chút tâm tình bất định bạn nhóc lộ tẩy thì nên làm gì nhưng nghĩ lại coi như lộ tẩy cũng không có vấn đề gì Cùng lắm thì từ nơi này giết ra ngoài. Bây giờ thực lực hắn không có thấp. Mặc dù có, có linh giai xuất thủ, chỉ là chạy trốn thì vẫn còn có chút cơ hội. Chỉ là hư linh kiếm phái sợ rằng phải bị liên lụy theo. Cao hâm bằng tự mình tới chính là vì thông tri hắn chuyện này. Lại cùng Dương Khai tùy ý hàng huyên một hồi sau đó cáo từ rời đi. Để cho Dương Khai an tâm chờ đợi tại đây, tự sẽ có người dẫn hắn tiến về nơi khảo thí một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Khai dậy thật sớm, rửa mặt, tỉnh tâm chờ. Mặt trời lên cao, ngoài phòng đột nhiên truyền tới một tiếng gọi. Dương Khai đâu? Dương Khai nghe tiếng đi ra ngoài, nhìn thấy một người nam tử trung niên, đứng bình tĩnh bên ngoài, ánh mắt sáng tỏ trong lại, mắt sắc bén như chim ưng. Là Linh Giai. Dương Khai trong lòng khẽ động, tuy nam tử này không lộ ra khí tức, nhưng Dương Khai vẫn có thể nhạy cảm phát giác ra. Người này là Linh Giai, chỉ không biết cụ thể là Linh Giai tầng mấy. Ta chính là Dương Khai, tôn giá lạ. Dương Khai khách khí hỏi thăm. Nam tử kia khẽ gật đầu. Ta chính là huyết thị cận thân môn chủ, phùng mạnh tới đây tiếp người, đi theo ta đi. Hắn cũng không nói mình tên là gì. Làm phiền rồi. Dương Khai khách khí thầm nói huyền Đan Môn quả nhiên rất xem trọng chuyện này, vậy mà ngay cả môn chủ đều phái ra huyết thị. Nam tử kia cũng không có nhiều lời thoát một cái, bỗng nhiên đến bên người của Dương Khai thôi động linh lực, bao lấy Dương Khai phóng lên tận trời. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa linh phong. Trên linh phong có một dãy cung điện liên miên. Nam tử kia mang theo Dương Khai rơi vào trước một tòa cung điện rồi đưa tay ra hiểu. Người có thể tự đi, Xin đa tạ. Dương Khai ôm quyền, quay đầu nhìn thoáng qua cung điện, sửa sang lại áo bào rồi cất bước đi. Cung điện mở rộng đại môn, Dương Khai đi vào. Vốn cho rằng sau khi đi vào sẽ có thể nhìn thấy ngay một đám cao tầng của hiền đan môn, sau đó tiếp nhận khảo nghiệm của bọn hắn. Ai ngờ trong đại điện, vậy mà không có một ai, mà lại toàn bộ đại điện cũng là trống rỗng. Đúng lúc này cửa điện ầm ầm đóng, Dương Khai hơi kinh hãi, cẩn thận cảnh giác, đồng thời điều tra xung quanh. Mặc dù không thấy ai, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác. Chỗ tối kia có từng ánh mắt hiếu kỳ xem kỹ chú ý mình, Vì anh đến bốn phí thắp sáng đại điện. Dương khai rất nhanh, nhìn thấy trong đại điện có một lò luyện đan, mà một bên trưng bày một cái kệ hàng. Trên kệ bày đầy đủ loại dược liệu. Một giọng nói đột ngột vang, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Chuẩn bị cho người lò luyện đan, nơi này có thể dẫn động địa hỏa bên trên kệ có các loại dược liệu người hãy luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan nghe được lời này lo âu trong lòng của dương khai tiêu tán không ít xem ra cao hâm bằng nói không sai đan phương mình nắm giữ chính là chứng cứ tốt nhất mà lần khảo thí này quả nhiên là luyện chế thập chuyển vô tâm đan dương khai cung kính đáp dạ vâng rồi quay người đi tới giá dược liệu tìm kiếm dược liệu mà mình cần Nơi này có rất nhiều dược liệu đơn thuần luyện chế thập chuyển vô tâm đan, căn bản không dùng đến những cái này. Sở dĩ bày ở đây hiển nhiên cũng là một loại khảo nghiệm. Nhân dương khai sớm đã thuần thuộc đan phương của thập chuyển vô tâm đan, khảo nghiệm này có thể coi như không có. Rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, đi vào trước lò luyện đan. Trong thần điện cạnh đại điện, có bốn năm vị lão giả râu tóc bạc trắng, lẳng lặng đứng sừng sững. Mấy vị này đều là cao tầng của huyền đan môn, một vị ở giữa càng là môn chủ tên là Bách Lý Vân Tàng, một trong linh đan sư xuất sắc nhất của thần minh giới. Trừ hắn ra, mấy vị trưởng lão khác cũng đều là linh đan sư. Dù cách một vách tường, nhưng từ thiền điện mà nhìn, tràng cảnh trong đại điện nhìn một cái không sót gì, không chút nào bị ngăn trở. Ngược lại từ bên dung khai trông thì cái gì đều không thấy. Cao hâm bằng cung kính đứng sau lưng mấy vị trưởng lão cùng môn chủ. Dù cho là thiên đan sư, Tại loại hoàn cảnh này cũng áp lực khá lớn, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai, à, phương diện dược liệu không có vấn đề, đúng là đan phương của huyện đang môn ta. Đại trưởng lão Ngô Phong Hoa khẽ gật đầu. Cũng không biết thủ pháp luyện đan cùng chi tiết khác có vấn đề gì hay không. Bách Lý Vân Tan buốt râu, miễn cười nói. Có vấn đề hay không, xem thì biết. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn sang Cao Hâm Bằng. Tiểu Cao, người xác định tên này lúc đó luyện chế thập chuyển vô tâm đan là tu vi địa giai sao? Cao Hâm Bằng nghe thì vội vàng nói. Hồi bẩm nhị trưởng lão, đây là đệ tử tận mắt thấy tuyệt đối không sai. Lúc vị dương sư đệ này luyện chế thập chuyển vô tâm đan đúng là có tu vi địa giai. Tam trưởng lão lên tiếng. Lời Tiểu Cao có thể tin, nếu thật là vậy, vậy thật là một hạt giống tốt. Ngô Phong Hoa nói tìm hiểu rõ ràng thân thế cùng la lịch của hắn chưa? Cao Hâm bằng đáp, và dạ, tìm hiểu rõ ràng Vị dương sư đệ này là cô Nhi, từ nhỏ lớn lên tại hư linh kiếm phái, bây giờ tuổi chưa qua 18. Chưa qua 18. Bách Lý Vân tang hít vào một hơi. 18 tuổi thiên đan sư, cộng thêm tu vi thiên dài, tư chất như này thật là hiếm thấy. Ngô Phong Hoa lắc đầu nói, đâu chỉ là hiếm thấy thôi đâu. Thật sự là vàng năm không có. Tu vi thiên giai thì thôi đi. 18 tuổi thiên giai mặc dù ít người, nhưng mà trong lịch sử vẫn là có xuất hiện mấy người. Mẫu chốt là thiên đan sư. Lão phù năm xưa tấn thăng đi thiên đan sư, đã hơn 50 tuổi rồi. Bách Lý Vân Tàng bỗng nhiên nói, Trước không vội hàng huyên, tiểu tử này bắt đầu luyện đan rồi. Mấy người chú một qua, phát hiện Dương Khai quả nhiên đã dẫn động địa hỏa chuẩn bị luyện đan. Dưới sự quan sát của mọi người, Dương Khai trong đại điện thủ pháp thành thạo đưa lên từng cây dược liệu vào trong lò đan, tinh chuẩn không chế địa hỏa. Thời điểm đưa dược tài lên cùng nắm chắc địa hỏa, thật sự không sai chút nào, cũng hoàn toàn ăn khớp với đan phương của huyện Đan môn. Cho dù là để bọn hắn tự thân lên trận luyện chế thập chuyển vô tâm đan sợ rằng cũng không làm tốt hơn rồi chỉ là trong một ít chi tiết có vẻ là bởi vì kinh nghiệm luyện đan khiếm khuyết mà có chỗ sai sót nhưng mà không ảnh hưởng đến toàn cục toàn bộ quá trình luyện đan kéo dài hơn nửa ngày bởi vì cao tầng của huyện đan môn vừa nói chuyện với nhau vừa quan sát xác định đan phương của dương khai nắm giữ chính là của huyện đan môn sở hữu Cái này thủ pháp lúc ngưng đan có chút lạ kỳ trước giờ chưa từng thấy qua loại thủ pháp ngưng đan này Ngô Phong Hoa như có điều suy nghĩ. Nhị trường lão bật cười. Người cũng biết tính cách tên kia, thích nhất là nghiên cứu mấy thứ ly kỳ cổ quái. Thủ pháp ngân đan này hẳn là tên kia sau khi rời khỏi tông môn nghiên cứu ra chăng. Ngô Phong Hoa gật đầu. Chắc cũng chỉ có lời giải thích này thôi. Ngay vào lúc này tiếng dương khai từ sát vách truyền ra. Thành đang ba viên, một viên trung phẩm, hai viên hạ phẩm, xin tiền bối kiểm tra thực hư. Bách Lý Vân Tàng nhíu mày, quay đầu nhìn Cao Hâm Bằng. Người nói lần trước hắn luyện chế thập chuyển vô tâm đan thành đan bao nhiêu, chất lượng ra sao? Cao Hâm Bằng đáp. Dạ lần trước cùng dương sư đệ luận bàn, hắn thành đan một viên, chất lượng hạ phẩm. Bách Lý Vân tang thổn thức. Hai tháng đã có tiến bộ như này thật là tài tinh xuất chúng. Nhị trưởng lão nói tính cách tình kia chẳng ra sao ánh mắt cũng không tệ Vậy mà tìm được một đệ tử rất là tốt Ngô Phong Hoa nói Cơ bản là có thể xác định hắn Là nhất mạch tương thừa cùng huyền đăng môn ta Trong đại điện sát vách Dương Khai nói xong cũng không thấy có ai đáp Nhưng loại cảm giác bị người giám thị kia Vẫn không biến mất Cho nên hắn cũng chỉ có thể lặng lặng đứng chờ Một lát sau thanh âm trước đó Lại tiếp tục vang Lần này là hỏi hắn có nhiều vấn đề Liên quan tới sư phụ kia Dương Khai nói lại một lần khi đó mới năm sáu tuổi, lúc ấy còn quá nhỏ không nhớ kỹ, rất nhiều thứ đều đã nhớ không được, đối phương cũng không quá tri cứu. Thanh năm kia lại để cho hắn luyện chế một loại linh đan khác, Dương Khai quả quyết nói mình không biết. Năm xưa sư phụ chỉ truyền thụ thập chuyển vô tâm đan đan phương, cái khác thì không dạy. Bây giờ mấy đan phương mình nắm giữ đều là hao tốn sức lực từ nơi khác tìm ra. Cũng không biết lần giải thích này có thể thỏa mãn cao tầng của huyện đan môn hay không dù sao sau đó đã không còn ai hồi đáp dương khai trong đại điện chờ sau một nén nhang đại môn đại điện mới ầm ầm mở ra dương khai quay đầu nhìn thấy cao hâm bằng cười mỉm đứng bên ngoài nhiệt tình hô dương sư đệ cao sư huynh dương khai đứng dậy đi ra ngoài xác định cảm giác giám thị xung quanh đã biến mất lúc này mới nhỏ giọng hỏi hôm nay khảo nghiệm này chúc mừng sư đệ đã vượt qua kiểm tra Cao Hâm Bằng cũng thẳng thắn Dương Khai lập tức nới lỏng tim mình. Chương 4508 Tòa Nguyệt Phong là một tòa linh phong để các thiên đan sư huyện đan môn tụ tập. Ở chỗ này đều là các thiên đan sư, nhân số không nhiều, chỉ tầm 3 năm người mà thôi. Cao Hâm Bằng cũng trên tòa linh phong này. Một mảnh cung điện bên trái đỉnh núi là địa bàn của hắn. Huyện Đan Môn mặc dù có không ít linh phong, nhưng còn không có xa xỉ tới nổi cho mỗi một thiên đan sư một tòa linh phong. Chỉ có đến cấp độ linh đan sư mới có tư cách làm nhất phong chi chủ. Chỗ như tòa nguyệt phong, toàn bộ huyền đan môn có mười mấy hai mươi tòa. Nói một cách khác, huyền đan môn có thiên đan sư, tối thiểu nhất cũng có trên trăm người. Đây là một số lượng khủng bố. Trên tòa nguyệt phong, ngoài trừ cao hâm bằng, còn có hai vị thiên đan sư khác. Tất cả tự chọn vị trí mà mình thích, hoặc đào bới động vũ, hoặc Như Cao Hâm bằng xây cung điện mà ở. Nơi này còn có một chỗ có sẵn động phủ, Cao Hâm bằng sau khi hỏi qua ý kiến của Dương Khai liền đưa hắn tới. Động phủ này vốn là của một vị sư huynh, chỉ là hơn 10 năm trước, vị sư huynh kia thọ nguyên hao hết, cứ như vậy mất đi. Động phủ này giữ lại, nơi này mặc dù vị trí ngay chỗ giữa sườn núi, nhưng vô luận là thiên địa linh khí hay là hoàn cảnh đều không kém cách chỗ ta cũng chỉ có lưng chừng núi. Ngày sau, sư đệ quân ta lui tới cũng thuận tiện hơn. Cao Hâm Bằng vừa dẫn Dương Khai đi quanh động phủ, vừa giải thích cho hắn. Dương Khai thuận lợi thông qua khảo nghiệm của huyền Đan Môn. Bây giờ hắn đã coi như là danh chính ngôn thuận, là một đệ tử huyền Đan Môn đời số 34. Tự nhiên, có tư cách có được một chỗ đồng phủ của riêng mình. Cao Hâm Bằng xem như người đưa Dương Khai vào huyền Đan Môn, cũng là người duy nhất Dương Khai quen biết những việc vật này bị huyền đăng môn cao tầng an bài trên đầu hắn. Hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận, dù sao Dương Khai tư chất như vậy, hắn vui vẻ giữ gìn mối quan hệ cùng với Dương Khai. Trong động vũ, hết thảy duy trì nguyên bộ dáng khi chủ nhân rời đi. Nhìn ra, nơi này thường xuyên có người tới quét dọn, cho nên mặc dù thật lâu không có ai ở nhưng mà vẫn chỉnh tề như mới. Dương Khai cũng thấy đầy đủ đối với nơi này theo cao hâm bằng đi một vòng quen thuộc chỗ ở mới rồi mới ôm quyền nói làm phiền sư huynh cao hâm bằng cười vỗ vai hắn là người một nhà chớ nói lời khách khí hôm nay trời cũng tối rồi ngươi nghỉ ngơi một đêm đi ngày mai ta lại tới dẫn người đi lĩnh thân phận minh bài đăng ký tạo sách mặt khác người mới vào tông môn còn có rất nhiều vặt cần làm à, tới lúc đó sẽ nói rõ với người được rồi Dương Khai gật đầu Cao Hâm Bằng quay về Dương Khai lại đi một vòng trong đồng phủ Tìm nơi nghỉ ngơi Nhắm mắt điều tức Hôm nay có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm như vậy Dương Khai xem chừng Đan phương mà mình cầm Chiếm một bộ phận nhân tố rất lớn Chính như Cao Hâm Bằng nói trước đó Đan phương là chứng minh tốt nhất Bất kỳ đan phương một thế lực nào nắm giữ Đều là bí mật bất truyền Nhất là loại đan phương quý giá Như thập chuyển vô tâm đan Trước đó Dương Khai luyện chế Đủ để chứng minh hắn cùng huyện Đan Môn là nhất mạch tương thừa Còn có một bộ phận nguyên nhân có lẽ là từ chất mình hiển lộ ra Coi như cao tầng huyện Đan Môn có chỗ lo nghĩ tư chất hơn người của Dương Khai cũng làm cho bọn hắn động tâm Người như vậy dù là không có quan hệ gì với huyện Đan Môn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để lưu người này lại Bây giờ đã vừa qua kiểm tra vậy không cần quan tâm gì ngày thứ hai cao hâm bằng tới đây từ sớm tự mình dẫn dương khai đi đăng ký tạo sách lĩnh thân phận minh bài cùng tạp vật hết thảy đều xử lý thỏa đáng cho tới giữa trưa hai người quay trở về tỏa nguyệt phong cao hâm bằng sớm đã chuẩn bị tiệc rượu thứ nhất là chúc mừng dương khai đã chính thức trở thành đệ tử của huyền đan môn đời thứ 34 thứ hai cũng là thay dương khai bày tiệc mời khách hai người trên yến tiệc đàm tiếu yên yến qua ba lần rượu, Cao Hâm Bằng nói Sư đệ à, cấp trên cân nhắc việc ngươi mới tới. Đối với sư môn còn không quá quen thuộc. Cho nên, cho ngươi thời gian một tháng để chuẩn bị. Một tháng sau, ngươi phải như những thiên đàn sư khác, đi vấn đàn cát treo bản tên luyện đan Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Không biết ta cần chuẩn bị những gì? Cao Hâm Bằng cười ha ha Phải chuẩn bị rất là nhiều ta đang muốn nói với ngươi đây uống một hớp rượu rồi để ly rượu xuống nói. Đừng muốn đi treo bản tên luyện đan, nhất định phải có dược đồng. Sư đệ con không có dược đồng. Dương Khai lắp đầu. Đối với luyện đan sư chúng ta, dược đồng là rất trọng yếu. Dược đồng vừa là trợ thủ giúp chúng ta xử lý việc vặt, cũng coi là đệ tử chúng ta tự mình dạy. Mà lại bởi vì có quan hệ cùng luyện đan, cho nên dược đồng nhất định phải có hiểu biết đối với dược lý, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được đâu. Đương nhiên, vấn đề này cũng dễ giải quyết. Huyền Đan môn ta cái khác không nhiều, đệ tử hàng năm mới nhập môn thì lại có không ít. Sư đệ đại khái có thể qua bên kia tuyển mấy dược đồng hợp nhãn. Tin rằng bọn hắn cũng sẽ tình nguyện đi theo một vị thiên đan sư. Chương Khai suy nghĩ một chút sau đó nó nói Trừ những đệ tử kia ra, ta có thể ở bên ngoài tìm dược đồng được không? Cao Hâm Bằng gật đầu cái này thì không thành vấn đề hết thảy đều tự do nhưng sư đệ ngươi nếu từ bên ngoài tìm dược đồng cũng là cần gia nhập huyền đăng môn ta trở thành đệ tử ngoại môn sư đệ có người rồi sao dương khai gật đầu nói trước đó tại hư linh kiếm phái ta từng dạy bảo qua ba vị sư đệ sư muội luyện đan bọn hắn trên thuật luyện đan cũng là có chút thiền phú vậy thì dễ làm rồi tới lúc đó người để bọn hắn tới là được nhưng như vậy đường xá có chút xa xôi. Sư đệ ngươi tốt nhất để cho người ta đi đón miễn cho trên đường xảy ra sự cố. Chắc là mấy vị sư đệ sư mùi kia tu vi không tính là quá cao đi. À, không cao. Dương khai đáp, rồi dương mắt nhìn Cao Minh còn đứng sau hắn. Cao hâm bằng bật cười. Sư đệ đừng có ý đồ với Cao Minh. Đến đó mất một tháng. Mấy ngày nữa ta muốn ra ngoài một chuyến, còn phải mang theo Cao Minh. Vậy sao? À, vậy ta nghĩ biện pháp khác Dương Khai không khỏi có chút hối hận Sớm biết như vậy Lúc ấy khi xuất phát Mang theo tiểu sư mùi vàng oanh oánh mới là tốt Nhưng khi đó suy tính Là mình tới huyện Đan Môn Có thể sẽ gặp nguy hiểm Mang theo vàng oanh oánh nói không chừng sẽ liên lụy tới nàng Có điều đây không phải là việc đại sự gì Chỉ cần tìm người đi đón một chuyến là được Trong đầu Dương Khai không khỏi tung ra một bóng người Có lẽ việc này có thể tìm nàng ta hỗ trợ dù sao ngoài trừ cao minh ra cũng chỉ có nàng ta là thích hợp cao hâm bằng ăn vài miếng đồ ăn rồi tiếp tục nói ngoài trừ chuyện dược đồng cần giải quyết sư đệ phải giải quyết còn có đan lô cùng đang hỏa ta thấy sư đệ còn không có đan lô cùng đang hỏa của mình a à? dương khai xấu hổ đáp à, đan lô thì có một cái nhưng mà không có mang theo đan lô của hư linh kiếm phái đều là hàng cấp thấp hắn khi còn là địa đan sư dùng nhiều khi đều có cảm giác không đáng kể bây giờ đến thiên đan sư đan lô kia cơ bản không phát huy ra được tác dụng cho nên khi hắn xuất phát căn bản không có mang theo cao hâm bằng cười cười rồi bỗng nhiên vỗ tay lập tức có một thị nữ hai tay dâng lên một đan lô đi tới đan lô kia ước chừng cao một thước khéo léo đẹp đẽ bên ngoài lô bích từng đầu hình rồng quấn quanh tổng cộng năm cái miệng rồng ngược vào trong lò đây là... Dung Khai nghi ngờ nhìn qua Cao Hâm Bằng. Cao Hâm Bằng nói. Ngũ Long Đỉnh là sư huynh ta trước kia tấn thăng thiên đan sư, được người khác tặng cho, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Sư đệ nếu không có đan lô để dùng, vậy lấy vật này trước đi. Sư đệ cũng đừng có cự tuyệt. Thứ này dù sao cũng là tâm ý của người khác. Mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng cũng không thể tùy ý tặng người. Tạm thời coi như là cho người mượn. Sau này người có đan lô riêng, lại trả lại ngũ long đỉnh cho ta là được. Dương Khai há to miệng chỉ có thể bưng chén rượu lên. vậy đa tài ý tốt của sư huynh. Cao Hâm bằng khoát khoát tay phân phó ca Minh đưa ngũ long đỉnh đến trong động phủ của Dương Khai, xong rồi mới nói tiếp. vấn đề bây giờ cũng đã được giải quyết. còn đan hỏa thì sư đệ có thể đi thánh hỏa đường thu lấy. nơi đó có rất nhiều đan hỏa có thể dùng. cụ thể có thể thu lấy đan hỏa như nào cần phải xem tạo hóa của sư đệ rồi dương khai ngạc nhiên nói sư môn ngay cả đan hỏa cũng phân cho sao cao hâm bằng cười ngạo nghẽ huyền đan môn ta truyền thừa đã lâu số lượng đan hỏa tất nhiên là không ít thánh hỏa đường chuyên môn phụ trách việc này nhiều năm như vậy tích lũy đan hỏa không có một ngàn thì cũng tám trăm còn nữa trước khi đan sư chúng ta sắp đến đại nạn là phải trả trở về dù sao đó là thứ thuộc về tông môn Dương Khai gật đầu tỏ ra đã hiểu, âm thầm sợ hãi tháng phục. Huyền Đan Môn thủ bút thật lớn, mặc kệ là dược đồng, đan hỏa hay huyết thị, chỉ cần có được đẳng cấp đan sư nhất định đều có thể nhẹ nhàng thu hoạch. Dương Khai thậm chí hoài nghi, đan lô cũng là có thể nhận lấy. Có điều cao hâm bằng đã cho hắn mượn một cái, hẳn còn tốt hơn là tự đi nhận. Tối nay sư đệ về nghỉ trước đi, ngày mai ta dẫn người đi tới Thánh Hỏa Đường thu lấy đan hỏa, Chuyện này phải đặt ở vị trí đầu tiên. Bởi vì cho dù thu lấy đan hỏa, sư đệ cũng cần thời gian mà quen thuộc với nó. Một tháng cũng gần đủ rồi. Còn có huyết thị đường, cũng cần đi một chuyến. Người bây giờ đã là thiên đăng sư, có thể từ huyết thị đường mang đến hai vị huyết thị. Tới lúc đó, huyết thị đường chắc hẳn rất là nắng nhiệt đây. Một lúc lâu sau, Dương Khai say khước trở lại trong động phủ. Đến ngày thứ hai, Dương Khai từ trong động phủ đi ra thình linh phát hiện một thiếu niên mũ xanh đang đứng chờ bên ngoài. Bái kiến Dương Đan Sư Thiếu niên mũ xanh cùng kính hành lễ. Người là dược đồng của Cao Sư Huynh. Dương Khai nhìn hắn, hôm qua ở chỗ cao hâm bằng gặp qua dược đồng này, cho nên hắn còn có chút ấn tượng. Hồi bẩm Dương Đan Sư, tiểu nhân chính là dược đồng của Cao Đại Nhân. Dương Khai tò mò nhìn hắn. Người ở bên này có chuyện gì không? Cao Sư Huynh đâu rồi? Dược đồng kia đáp. Dạ Cao Đại Nhân để cho chúng ta ở chỗ này Chuyển cáo cho Dương Đan Sư Cao Đại Nhân nhận được mệnh lệnh của Tông Môn Sang sớm đã xuất phát rời đi Cho nên không thể đi cùng Dương Đan Sư Tới Thánh Hỏa Đường Nhưng mà Cao Đan Sư còn đã bắt chuyện qua Cùng bên Thánh Hỏa Đường rồi Dương Đan Sư nếu muốn đi thu Đan Hỏa Thì tự đi Thánh Hỏa Đường là được Cao Sư Huynh đi rồi sao Dương Khai ngạc nhiên chương 4509 Hôm qua xác thật, nghe Cao Hâm Bằng nói, mấy ngày này muốn ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới hôm nay đã đi rồi. Chuyện đột ngột xảy ra, Tông Môn đưa ra mệnh lệnh, đại nhân không đi không được. Dược đồng kia cung kính đáp. Ta biết rồi. Du Khai gật gật đầu, suy nghĩ một chút, tìm dược đồng kia hỏi vị trí của Thánh Hỏa Đường, sau đó lập tức xuống núi. Dược đồng vốn còn thân mật hỏi thăm, cần cùng đi hay không? Nhưng thu đàn hỏa hẳn cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Hướng chi, Cao Hâm Bằng đã bắt chuyện qua với bên Thánh Hỏa Đường, cho nên Dương Khai không để hắn đi theo. Vị trí Thánh Hỏa Đường là trong một sơn cốc, bốn phía có rất nhiều thủ hộ. Dương Khai đi đến gặp mấy lần kiểm tra, nhưng sau khi lấy thân phận minh bài ra, thì những người thủ hộ đều cung kính lui sang. Rất nhanh, Dương Khai tới một tòa cung điện, tiến vào đại điện, nhìn thấy có hai người đang nói chuyện với nhau một người mặc trang phục phục thị thiên đan sư sau lưng theo hai tên hộ vệ hẳn là như mình là thiên đan sư của huyện đan môn mà một người khác thì mặc một bộ trang phục màu đen khí tức nội liễm nhìn không ra cụ thể có tu vi gì có điều dương khai ẩn ẩn cảm giác đây cũng là linh giai nghe người mặc trang phục màu đen nói nếu ngụy đan sư hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng Vậy chúc người mà đáo thành công. Vị quỷ đan sư kia cười chắp tay. Mượn các ngôn của phó đường chủ, lần này nhất định có thể thành công. Vì vậy ta đã phải chuẩn bị tròn vẹn 2 năm. Quỷ đan sư từ đi đi. Bên thánh hỏa quật sẽ có người dẫn người xuống. Người mặc áo đen linh dai khẽ gật đầu. Nguyễn đan Sư gật đầu dẫn huyết thị của mình đi ra ngoài cửa. Trước khi rời đi, nhìn Dương Khai trong mắt có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc có lẽ cảm thấy dương khai lạ mặt cũng không nói gì thêm đợi cho ngụy đan sư đi người áo đen mới nhìn sang dương khai trên dưới liếc mắt vị này hẳn là dương đan sư a à? người biết ta dương khai ngạc nhiên người này cười cười đáp thiên đan sư trong tông cũng chỉ có mấy người ta đều gặp rồi duy nhất chưa thấy qua chính là một vị dương đan sư vừa mới nhập môn hôm qua cao đan sư đã đánh tiếng với ta rồi du khai giật mình. Thì ra là vậy, tôn giá xưng hô ra sao? Ta là phó đường chủ của Thánh Hỏa Đường, tên là Võ Chính Kỳ. Nguyên lai là võ phó đường chủ. Dung Khai ôm quyền thi lễ, nghĩ thầm, chẳng trách người này là Linh Giai, đã là phó đường chủ của Thánh Hỏa Đường, có tu vi như vậy cũng không lạ. Dương Đan Sư đến là muốn thu đan hỏa hay sao? Võ Chính Kỳ hỏi, dạ vâng, Cao sư huynh nói ta đã nhập môn, vậy thì thu lấy đan hỏa là chuyện quan trọng nhất. Dương Khai gật đầu đáp. Võ chính kỳ mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng quanh năm ở trong tông môn luyện đan như này, đối với một ít chuyện tự nhiên có hiểu biết, nghe vậy liền nói. Cao đan sư nếu đã chỉ điểm, vậy dĩ nhiên là không sai. Nhưng mà đây là lần đầu ta đến thánh hỏa đường, không biết có thể cần chuẩn bị những gì hay không. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Võ Chính Kỳ cười cười đáp. Không cần chuẩn bị gì. Thánh hỏa quật là nơi rất đặc biệt. Nơi đó chứa các loại đan hỏa mà tông môn thu thập từ lịch đại cho tới nay. Dương Đăng Sư chỉ cần tiến vào bên trong, cảm giác xung quanh là được. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ tìm được đan hỏa phù hợp với mình. Những đan hỏa kia cũng sẽ tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Dương Khai nghe không hiểu, liền hỏi. Vậy những đan hỏa kia là có linh trí hay sao? Võ Chính Kỳ bật cười. đan hỏa là tử vật. Làm sao lại có linh trí? Chỉ là đây là đặc thù của thánh hỏa quật. Chính là tiên tổ huyền đăng môn ta đã hao phí tinh lực to lớn kiến tạo nên. Cũng là một trong gốc rễ lập tông của huyền đăng môn ta. Ta không phải là luyện đan sư. Huyền diệu trong đó ta cũng không rõ lắm. Nhưng mỗi một vị đan sư khi đi thu đan hỏa đều là như vậy. Dương đan sư không cần lo. Mà lại nghe nói người có thiên tư rất xuất sắc đàn hỏa có thể thu lại là càng tốt. Những đàn hỏa kia cũng là có phân chia cấp bậc hay sao? Dương Khai nghe ra ý trong lời nói. Tất nhiên rồi. Võ Chính Kỳ có chút kỳ quái nhìn về Dương Khai, như thể đang nghĩ một vị thiên đan sư làm sao ngay cả điểm ấy cũng không biết. Đàn hỏa cũng như vợ giả chúng ta, cũng chia ra tứ đại cấp độ, nhân địa thiên linh, Mặc dù có cấp độ, nhưng đan hỏa là có thể thôn phệ đan hỏa khác để tấn thăng. Cho nên, cho dù là được nhân giai đan hỏa, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên cùng đầu tư, sớm muộn đều có thể tấn thăng làm linh giai đan hỏa. Mà lại ngang cấp đan hỏa còn có phân chia mạnh yếu. À, Dương đăng sư nếu muốn hiểu rõ những thứ này, không ngại dành thời gian đi điển tịch cát trong tông môn. Ở đó có các loại ghi chép kỹ càng về đan hỏa. Cảm ơn Võ Đường phó chủ đã chỉ điểm cho. Dương hai thành khẩn nói tạ ơn, những vật này hắn trước kia thật đúng là không biết. Nghe ý của phó đường chủ, trong thánh hỏa quật, có linh dài đang hỏa hay sao? Có chứ. Võ chính kỳ gật đầu. Các trưởng lão đời trước có đang hỏa đều là linh hỏa. Trước khi đại nạn tới, bọn hắn đều sẽ nghi biện pháp tách rời linh hỏa ra khỏi bản thân, sau đó bỏ vào trong thánh hỏa quật. Mặc dù quá trình này sẽ để cho linh hỏa có chỗ hao tổn, thậm chí có thể nói để linh hỏa rơi xuống thành thiên hỏa. Nhưng qua nhiều năm luôn có linh hỏa bảo tồn. Nhưng ta không đề nghị Dương Đan Sư đi thu linh hỏa. Linh hỏa uy lực quá là lớn. Dương Đan Sư thật sự không có đủ thực lực. Rất có thể sẽ khiến cho bản thân có chỗ tổn thương. Ta biết rồi. À đúng rồi. Để những đan hỏa kia chung một chỗ sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Phó đường chủ vừa rồi cũng đã nói Đan hỏa còn có thể thôn phệ những đàn hỏa khác để tấn thăng. Võ Chính Kỳ lắc đầu, Đàn hỏa trở về thánh hỏa quật đều sẽ bị hạ cấm chế, sẽ không thôn phệ đan hỏa khác, nếu không thánh hỏa quật đã sớm không có tồn tại rồi. À, thì ra là vậy. Thật sự không cần chuẩn bị gì sao? Ta mới thấy vị Ngụy Đan sư kia nói là cái gì mà chuẩn bị thời gian 2 năm rồi. Hắn sao? Võ Chính Kỳ bật cười, tình huống của ngụy đan sư thì không giống hắn là vì đi thánh hỏa quật thu lấy một loại đan hỏa đặc biệt cho nên bỏ ra thời gian 2 năm để chuẩn bị mồi nhữ dẫn đan hỏa bắt câu dương đan sư nếu có mục tiêu của mình tự nhiên cần chuẩn bị còn nếu là tùy duyên thì không cần đâu dương khai giờ mới hiểu được mình đã quá cả nghĩ rồi nói ngay tùy duyên tùy duyên còn có nghi vấn nào khác không nếu không có hiện nay dương đan sư đi thánh hỏa quật đi Võ Chính Kỳ nói, Dương Khai lắc đầu. Vậy Dương Đan Sư đi theo ta. Võ Chính Kỳ đi phía trước dẫn đường, cũng không biết có phải là để mặt mũi cao hâm bằng hay là cân nhắc việc Dương Khai chưa quen thuộc Thánh Hỏa Quật hay không. Vừa rồi quỷ Đan Sư đi Thánh Hỏa Quật, Võ Chính Kỳ đều không tự mình dẫn đường. Ngược lại là Dương Khai được phần vinh hạnh đặc biệt này. Dương Khai tự nhiên là một phen nói lời cảm tạ. Thánh Hỏa Quật chính là ở đây, cửa vào là một cửa hang. Lúc Võ Chính Kỳ dẫn dương Khai tới, hai huyết thị đi theo bên người Ngụy Đan Sư cũng đang canh giữ bên ngoài. Ngụy Đan Sư lại không thấy đâu, chắc là đã tiến vào trong Thánh Hỏa Quật. Võ Chính Kỳ chỉ vào cửa sau đó nói, đây chính là lối vào của Thánh Hỏa Quật, tông môn có quy định, không phải đan sư thì không thể đi vào. Bản phó đường chủ chỉ có thể đưa người tới đây, dường đan sư hãy tự đi đi. Làm phiền rồi. Dương Khai ôm quyền quay người bước đi. Thánh hỏa quật ở dưới mặt đất rất sâu. Dương Khai thuận cử bước xuống, đi mất thời gian một nén nhang mới bỗng lâm vào trong một vùng tăm tối. Loại đen tối này không chỉ là đen đưa tay không thấy ngón, càng có một cảm giác đen cực kỳ thuần túy thật là khó tả. Dương Khai vốn còn muốn tìm tới Ngụy Đan sư quan sát hắn làm như thế nào để thu lấy đan hỏa, nhưng hoàn cảnh nơi này đừng nói là quan sát ngay cả ngụy đan sư ở đâu Dương Khai còn không biết. Quay đầu nhìn, thấy cửa vào có điểm sáng, chỉ dẫn con đường trở về, nhưng ánh sáng lại bị áp chế ngắt gao trong vòng một trượng. Lắc đầu Dương Khai cất bước đi ra trước, trong loại bóng tối này hắn không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ có thể thông qua chút ánh sáng chỗ cửa ra vào mới có thể phán đoán mình quả thật đi được một đoạn. Thấy cũng khá sâu, Dương Khai mới khoanh chân ngồi dưới đất Võ Chính Kỳ đã nói, Thánh Hỏa Quật là một chỗ thần kỳ. Tiến vào nơi này chỉ cần cảm giác xung quanh, tự có thể tìm được đan hỏa mà thích hợp với bản thân mình. Dương Khai cũng không hiểu huyền diệu trong đó, chỉ có thể làm theo lời chỉ dẫn. Đắm chìm tâm thần, yên lặng, cảm giác. Ban đầu còn không có gì thường gì, nhưng khi Dương Khai dần dần cảm thấy mình buông ra, chợt thấy xung quanh có chút ánh sáng chợt xông ra. Tình huống dị thường này để cho hắn hơi kinh hãi kem chút từ trong loại trạng thái lạ kỳ này thoát ra, liền đối những ánh sáng kia cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định tâm thần, rất nhiều ánh sáng kia cũng một lần nữa vững chắc. Đây là một loại cảm ứng rất lạ kỳ, hắn rõ ràng nhắm mắt, chỉ là cảm giác xung quanh, nhưng lại giống như thật sự có thể thấy những ánh sáng kia. Cường độ ánh sáng có mạnh có yếu, như từng ngọn nến được thắp sáng trong hắc ám. Không chỉ vậy, những ánh sáng kia còn đang tăng thêm, rất nhanh, từ mấy điểm ánh sáng thành mười mấy điểm, mấy chục điểm, trên trăm điểm. Càng xa càng có nhiều quang minh được thắp sáng. Đây chính là đan hỏa hay sao? Dương Khai như có điều suy nghĩ, điều tra quang minh như ánh nến, từ trong sự mạnh yếu của những quang minh này, phân biệt ra được cấp bậc của chúng. Sắc thật như võ chính kỳ, Đan hỏa nơi này từ nhân giai tới linh giai, cái gì cần đều có, mấy điểm quang minh sáng ngời nhất thừa thất nhất hẳn là linh hỏa hơi yếu ớt một chút là thiên hỏa yếu hơn là địa hỏa còn yếu nhất là nhân hỏa càng làm cho du khai cảm thấy ngạc nhiên là những đan hỏa này còn hiện ra quang mang đủ mọi màu sắc thánh hỏa quật vốn tối tăm giờ khắc này trong cảm giác của hắn lại là sắc thái rực rỡ chói lọi dị thường còn không chờ dung khai ngạc nhiên một phen bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy ánh sáng xung quanh đủ mọi màu sắc, lại như nhận lấy cái gì dẫn dắt, từ bốn phương tam hướng, nhào nhào la về dương khai. Trong nháy mắt, hắn bị vô số đàn hỏa vây quanh chật như nêm cối. Cái này... Dương Khai kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Kết thúc tập 946 Bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.